Hôm nay ngày 9 tháng 4, tức ngày 1 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm Giáp Thìn 2024. Lễ hội Đền Hùng và tuần lễ văn hóa du lịch đất tổ năm nay, người dân và du khách thập phương không chỉ được chứng kiến các hoạt động tưởng nhớ và tri ân các vua Hùng, mà còn được trải nghiệm và tham gia nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch đặc sắc. Trong đó, điểm nhấn là tuần văn hóa du lịch đất tổ với nhiều hoạt động văn hóa độc đáo, tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, một số hoạt động khác được tổ chức nhằm phục vụ tốt nhất du khách và đồng bào cả nước khi hành hương về đất tổ như trình diễn hát xoan làng cổ, giải bóng chuyền các đội mạnh tranh cúp Hùng Vương, hội chợ thương mại và trưng bày sản phẩm OCOP, hội thi bơi trải mở rộng, đặc biệt là chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại Hồ Công viên Văn Lang diễn ra vào tối 17 tháng 4, tức ngày 9 tháng 3 âm lịch. Trong dịp giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm nay, dự kiến sẽ có rất đông du khách về với Phú Thọ. Thời điểm này, thì các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất và các sản phẩm du lịch độc đáo để sẵn sàng phục vụ du khách. Tỉnh Phú Thọ hiện có một khu du lịch quốc gia đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận, đó là khu du lịch quốc gia Đền Hùng. Hai khu du lịch quy mô cấp tỉnh là khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy và khu du lịch vườn quốc gia Xuân Sơn. Ngoài ra còn có 6 điểm du lịch cấp tỉnh. Hiện nay các khu điểm du lịch đã sẵn sàng phục vụ du khách. Đến du lịch ở đây, chúng tôi được nghe hát xoan và cảm thấy rất thú vị. Có nhiều nghệ nhân lớn tuổi và cháu nhỏ tham gia hát xoan. Chúng tôi nghĩ các bạn đã bảo tồn rất tốt di sản văn hóa đại diện của nhân loại rất độc đáo này. Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón và phục vụ du khách thập phương, đa dạng hóa cái sản phẩm du lịch của các khu điểm du lịch và các dịch vụ du lịch tại các cơ sở nhà hàng khách sạn trên địa bàn tỉnh. Trong dịp này, tỉnh Phú Thọ đã cho ra mắt tour du lịch về miền di sản UNESCO ghi danh lấy Đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam thắng cảnh khác trong tỉnh. Cũng trong dịp này, ngành du lịch Phú Thọ triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với thành phố Hồ Chí Minh, tạo thêm nhiều tuyến liên kết du lịch hấp dẫn nhằm thu hút du khách. Thưa quý vị, Tết Thanh Minh là một trong những ngày lễ truyền thống gắn với truyền thống hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Đồng thời đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Năm 2024, Tết Thanh Minh bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 đến hết ngày 19 tháng 4 dương lịch. Những ngày này thì người dân ở mọi miền Tổ quốc đều nô nức về lại quê nhà hoặc là sum họp với gia đình để cùng nhau làm lễ thanh minh và tưởng nhớ những người thân yêu đã khuất. Theo truyền thống của người Việt Nam, Tết Thanh Minh là ngày con cháu hướng về cội nguồn tổ tiên. Dù đi làm xa thì vào ngày này cũng về tụ họp để tảo mộ, quây quần, làm mâm cúng tổ tiên tươm tất để thể hiện lòng thành kính với ông bà tổ tiên đã khuất. Trước Tết thì là tảo mộ, còn ra Tết thì là Tết Thanh Minh. Thì là Tết Thanh Minh cũng là một cái dịp mà để mọi người gắn kết đoàn tụ và để đi thăm gọi là tổ tiên tưởng nhớ. Ngày Thanh Minh ý, là cả gia đình cho các con, các cháu, ông bà cho cùng các con cháu lên đây là thắp hương các cụ. Và ở đây cũng là để cho con cháu có truyền thống mà sau này những cái ngày Thanh Minh, ngày lễ, ngày Tết là mình phải lên thăm thắp hương các cụ, ông bà tổ tiên của gia đình, của dòng họ. Những ngày này ở nhiều nghĩa trang như công viên Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên, Kỳ Sơn Hòa Bình, các gia đình hối hả chuẩn bị đồ lễ và sửa sang mộ phần gia tiên. Gia đình ông Nguyễn Văn Thành đã có mặt từ rất sớm để quét dọn, bày mâm cúng, chuẩn bị các công việc tảo mộ. Lần nào cũng vậy, ông Thành đều đưa các cháu nhỏ trong nhà cùng tham gia công việc này. Việc làm tưởng như nhỏ bé ấy lại có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống gia đình và bồi đắp chữ hiếu đối với thế hệ trẻ. Ngày Tết Thanh Minh này là rất quan trọng đối với gia đình Việt Nam. Và mọi người phải lên về quê, lên giỗ cổ nhà bà là những người đã sinh thành cho mình và hy sinh cho chúng mình ạ. Đời này, đời sau nữa, đời nào cũng thế. Nghĩ đến cội nguồn, ông bà cụ kỵ tổ tiên. Trong làm ăn thì đương nhiên là vất vả rồi, phải bất công ăn việc làm. Thế nhưng đến ngày Tết Thanh Minh, đầu năm cuối năm thì đi thắp hương các cụ tưởng nhớ người sinh thành cho mình. Tết Thanh Minh đối với người Việt từ xưa tới nay đều mang giá trị tốt đẹp như vậy.
gia đình đoàn tụ, con cháu hiếu kính quan tâm tới ông bà cha mẹ và chăm lo mộ phần cho người thân đã khuất, vun bồi và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.